hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 tại phòng khám dinh dưỡng tầng 2 của bệnh viện. Bệnh nhân được đo các thành phần cơ thể bằng máy đo InBody hiện đại. Từ đó, bác sĩ có tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý của người bệnh. Đo thành phần cơ thể thì sử dụng máy, thì máy sẽ đo là cái cân nặng của bệnh nhân. Sau đó là đo khối lượng cơ, khối lượng mỡ và các chu vi vòng eo của bệnh nhân. Từ đó sẽ đưa ra những cái chỉ số mà chủ yếu là về cái khối cơ và khối mỡ của bệnh nhân. Từ đó đưa ra những cái hướng dẫn dinh dưỡng và tập luyện phù hợp cho từng đối tượng. Trung bình những ngày vừa qua, mỗi buổi có khoảng 40 bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng khám và tư vấn miễn phí, chủ yếu là những người mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tim mạch, bệnh thận, viêm gan B, rất cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong điều trị bệnh, song thực tế còn ít được người bệnh quan tâm. Nhiều bệnh nhân lần đầu được tư vấn dinh dưỡng và trải nghiệm đo các chỉ số cơ thể bằng máy, biết được chính xác tình trạng cơ thể mình. Đứng lên trên cái máy đó, đo xong rồi cô kia cô ra cô tư vấn rằng là mình bệnh như thế nào, chế ăn uống, chế độ là như thế nào. Đây này, đấy. Người ta chỉ mình thì tôi thấy cũng hay, thì tôi về tôi sẽ làm. Ví dụ là mình ăn trái cây, ăn cơm, với lại ăn các cái thực phẩm cá, thịt, rau rồi gì đó, với lại uống nước, tại vì tôi là sỏi thận. Đấy, chỉ đợi ngày mà nó ấy quá thì cắt bỏ một bên. Nhưng mà hai bên bây giờ đều có sỏi hết rồi. Thì hôm nay tiện thể đi khám bệnh thì có cái khám về chế độ dinh dưỡng. Thì mình chưa khám lần nào, lần này là lần đầu tiên mình khám. Cân đo của mình, cái lượng mỡ nó hơi dư. Chế độ ăn về chất bột, tinh bột thì các cô nói là ổn. Còn về thịt cá thì các cô nói là mình cần phải tăng thêm và vận động nhiều hơn một chút để giải phóng năng lượng, để giảm bớt cân xuống, hỗ trợ cho cái việc mà giảm đi bệnh tật của mình, là vì bệnh viêm gan siêu vi B thì nếu mà gan nhiễm mỡ nhiều thì không tốt. Dự kiến trong 5 ngày tổ chức sẽ có khoảng 200 bệnh nhân được khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Qua hoạt động này sẽ giúp bệnh nhân hiểu hơn về tầm quan trọng của dinh dưỡng để quá trình điều trị đạt hiệu quả cao hơn.